Sancho ra mắt hoàn hảo chelsea thắng kịch tính Nơ Mao trận đấu giữa Nơ Mao và chelsea bắt đầu với nhịp độ cao ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài Anthony Taylor ngay phút đầu tiên ryan christie của Nơ Mao đã thực hiện một pha chuyển bóng từ ngoài vòng cấm nhưng hàng phòng ngự chelsea đã phản ứng nhanh ngăn chặn thành công trận đấu tiếp tục với sự kiểm soát bóng nhiều hơn từ phía chelsea thế nhưng một số cơ hội được tạo ra bởi cả hai đội phút thứ 44 một cú sút xa của má cấp Taverny của bút nờ màu suýt chút nữa đã ghi bàn mở tỷ số. Nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc, hiệp 2 của trận đấu chứng kiến sự gia tăng áp lực khi cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao. Phút thứ 46, sự thay đổi người của Chelsea mang lại sức sống mới khi Gia Don Sancho được tung vào sân, thay thế cho Pedro Neto. Không lâu sau đó, áp lực của Chelsea được cụ thể hóa với một số cơ hội nguy hiểm, dù vậy, các cú sút của họ lại không thể hiện được độ chính xác cần thiết để phá vỡ thế bế tắc. Bút nơ mau, mặc dù ít kiểm soát bóng hơn, nhưng họ vẫn tạo ra những tình huống uy hiếp nhờ các pha phản công sắc bén. Sau nhiều nỗ lực, thành công với Chelsea đã đến ở phút 86, gia Sancho có có pha khiến tạo khéo léo cho Christopher Nunku, anh xử lý bóng trước sự kèm cặp của đối phương và dứt điểm đưa The Blue Vương lên dẫn trước một không. Trong khoảng thời gian còn lại, Bút mau cố gắng đáp trả với những tình huống uy hiếp đáng chú ý, nhưng các nỗ lực của họ đều bị thủ môn Robert Sanchez của Chelsea. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu một, không cho Chelsea. Một kết quả quan trọng giúp The Blue vươn lên xếp thứ bảy tại ngoại hạng Anh sau 4 trận đấu. Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm mà còn tăng cường sự tự tin cho các cầu thủ Chelsea sau 3 trận đấu không thực sự thành công đặc biệt trận đấu này tân binh Gia Đôn Sancho đã để lại dấu ấn đậm nét với đường kiến tạo thành bàn ngay trong trận ra mắt, đội hình ra sân, bút mau, màu, Mark Traver, Adam Smith, Geno Aysen, Rossi, Greg Mepham, Jordan Yemura, Louis Cook, Ryan Christie, Philip Billing, Dominic Solanke, Jaden Anthony, Kai Chelsea, Edouard Mandi, Kesha Apliqueta, Thiago Silva, Antonio Riger, Marco Alonso, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovai, Marshall Mao, Timo Werner, Kai Havertz.